27 tuổi, Thượng úy Lương Văn Lợi đã là đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Keng Du, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Hơn 4 năm qua, anh và đồng đội đã tham gia triệt phá hơn 10 chuyên án ma túy và mua bán người, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp và kịp thời giải thoát các nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài. Thì từ nhỏ đã tiếp xúc với hình ảnh công việc của các chủ bộ đội biên phòng trong công tác giúp dân phát triển kinh tế, tuần tra bảo vệ biên giới và đặc biệt là đấu tranh đánh bắt các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm mua bán người. Chính vì vậy, bản thân có ước mơ là lớn lên là trở thành một người sĩ quan biên phòng. Để có được thành công đó, Thượng úy Lương Văn Lợi đã phải đối mặt với nhiều gian khổ hiểm nguy. Có những lúc, khoảng cách giữa sự sống, cái chết mong manh, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm, Thượng úy Lợi cùng các đồng đội đã tạo nên phòng tuyến vững chắc, đấu tranh hiệu quả với tội phạm vùng biên để miền biên viễn xứ Nghệ bình yên. Công việc đấu tranh về tội phạm ma túy và các hoạt động của tội phạm ở khu vực biên giới thì cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động hoặc tham gia thì bản thân suy nghĩ tuyệt đối không được chùn bước và đặc biệt quyết tâm đưa ra những phương án đề xuất với chỉ huy để đảm bảo tuyệt đối an toàn về bề mặt, đặc biệt là về tính mạng của đồng chí đồng đội. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, trên cương vị được giao, anh và đồng đội của mình còn phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp có ý định vượt biên trái phép. Trong những ngày người dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn gồng mình hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng, Thượng úy Lương Văn Lợi lại lao vào tâm lũ cùng đồng đội giúp nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đầu tiên, anh em cán bộ chiến sĩ tập trung vào những nhà bị thiệt hại nặng, những nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn để tập trung giúp đỡ khắc phục những hậu quả sau lụt. Đồng thời kết hợp tiếp nhận hàng thiện nguyện giúp đỡ bà con nhân dân bước đầu để ổn định cuộc sống. Đồng chí Lợi cũng rất nhiệt tình, năng nổ, nhiệt huyết trong các phong trào nội, đặc biệt là trong mối quan hệ kết nghĩa với các tổ chức đoàn của địa phương, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, các hoạt động về từ thiện, chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng tổ chức nhiều hoạt động của tuổi trẻ như chương trình tay kéo biên phòng, rồi các ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh. Với những đóng góp vừa qua, Thượng úy Lương Văn Lợi vinh dự là một trong 20 thanh niên tiêu biểu cả nước được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2022. Nỗ lực của anh cũng như của nhiều đoàn viên thanh niên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc.